coi chút nữa. Một cục dữ lắm không? Không có rồi. Không liếc liếc qua đâu, liếc qua đâu. Phòng xuống chút. Nhẹ thôi, giỏi con mắt mạnh nhìn luôn. Rồi bớt cái đó, còn chút chút rồi. Ừ, nó văng luôn cái. À biết đâu. Được, nó chạy sập tới làm cái bụp cái vậy. Xin lỗi cả nhà, quá trời mặt mày à. Em đâu có làm lỗi gì đâu anh Toàn. Em chỉ đi săn bắt thôi mà, chứ đâu có liên quan hại đời ai đâu, hay làm cái gì đâu mà phá em. Dạ, chào anh An Nguyễn. Anh Nguyễn gì nha. Kênh của em là săn bắt là tự nhiên đó cả nhà, là không dùng những thiết bị có hại nè, không có làm những gì sai trái với cô chú anh chị mình hết. Thì rất mong cô chú anh chị mình thông cảm cho em với. Mấy anh em mình là săn bắt tự nhiên, là dùng bằng tay không à. Với lại tại vì mình đi quay mà cả nhà, là gặp cô chú anh chị đi kích cá hay là gì là không phải trong tem của mình. Rất mong anh chị mình thông cảm cho em với. Ở trong tem mình luôn luôn lúc nào khẩn trương thủ với cô chú anh chị xem ủng hộ mình hết, em không dám làm sai luôn á. Anh tỷ là em với anh Lụ đi có thuốc nhưng mà không dám anh chị, đó là một cái lễ phép xưng hô, chứ em đâu có làm gì sai đâu mà phải đánh sập kênh của em. Chơi chiều nay mới tới. Dạ để em chỉnh lên tí xíu, mong cô chú anh chị mình thông cảm cái gì kia. Cái máy quay của em nó bị có tránh được cả nhà. À, đọc Cần Thơ đang mở anh. Em không biết địa điểm, phải biết địa điểm mà chị dẫn em đi săn bắt cũng được. Em Cần Thơ thì em biết nhưng mà em không biết khu vực nào. Cái khu bên đây không có nhiều bằng khu bên đó anh Lụ ơi. Vì cái camera của em nó bị bể nữa ngay cái camera